Rồi, chào cả nhà nha. Đến hẹn lại lên bạn ơi. Bữa nay đi thăm bãi gắn. Mèo chạy. Dạ, bắt mấy con chuột. Mấy con chuột mình mua chuyện qua. Con nào nấy chà bá lửa không. Giờ không có chuột á. Nên bắt đỡ đi thăm bãi rồi. Chứ sao giờ. Dạ. Tên tên. Hello. Ashidomoto and Kenoto. Trời ơi, có con chết rồi. Chỗ lúa hôm qua để nhiều ghê vậy mình ăn chân trời. Ủa, chuột này mạnh mạnh không. Một ký chắc như chắc tầm 16 con cái gì. Con nào mấy ăn thịt không. Ủa, mèo với nó canh me mình. Cái chuột chết á mình để cho nó ăn á. Rồi mới đây chuẩn bị có bầu nữa rồi. Thấy cái bụng chà bá nữa rồi kìa. Chuẩn bị đẻ nữa rồi. Mấy con vàng đó là con của nó. Giờ bự chà bá luôn. Con đen này chuẩn bị đẻ nữa nè. Bụng thấy quá chà bự rồi. Lần trước nó đẻ 4 con. Con chuột mình gọng qua đêm á. Qua hôm sau á. Mình đi thăm á thì nó mới mạnh. Chứ mấy con chuột mà mấy bạn mua về mấy bạn đi thăm liền á. Nó yếu lắm. Dễ bị chết. Chết kiểu chết tào lao á. Giờ tranh thủ mình bắt. Em bữa nay thăm đâu khoảng 35 cái. Hôm quốc cơn mưa tầm tã luôn. Trời mưa quá trời mưa luôn mà. Hên sáng nay nắng nắng mới đi thăm được nè. Chứ hồi sáng nay mà mưa nó đuối thiệt. Mở hàng cái đầu tiên coi sao. Mở hàng lấy hên cái nha. Cái đầu tiên. Trời nước ngập chân vậy. Chú cha. Hôm quốc đám mưa. Đừng nói nước ngập chuột chết buồn dễ sợ à. Cái đầu tiên mà hàng mà chuột chết thấy quế à. Trời ơi nước ngập lên láng hết rồi. Ủa cũng nặng ô có cứt nè. Có cứt rồi có tiền. Chui nè phía trước nè. Chui. Chuột ngũ hành. Hoàng ngũ hành chào bá luôn. Quá đã. Chuột vô rồi. Thì gần nhà ta không giống nó lớn. Trời ơi lúa lên. Quá trời. Hên quá. Ủa cái đầu tiên có hàng rồi. Thứ gì chịu nổi các bạn ơi. Nước ngập linh láng trơn. Quất cơn mưa. Bữa nay có vẻ được nha. Đừng nói ăn đậu bán trâu à. Để này đi chống dễ bắt. Lấy cái vỏ lại. Bữa nhà ốc thu mua cái vỏ mình. Cái vỏ chà bá luôn. Cái vỏ cũ nó rách te tua hư à. Mình kêu nó mua cái vỏ giống như cái vỏ cũ của mình á. Vậy mà nó mua cái vỏ bành kia. Này gần lộ. Quá đó. Hot girl màu xanh đọt chuối. Đi mình nó chơi vui vui vậy bà. Như gắn không mang chúa mình bà coi hoài à. Bà biết bởi vì bà không có nói. Tại dạng mình tánh mình vui vẻ mà. Khui hàng nha. Trời ơi còn cộng như thùng. Đinh. Đó. Ủa con này cũng nhỏ cũng bự không. Cố gắng là mừng rồi. Cứt nị tùm lum chân. Con này chắc khoảng 350 gram. Trời ơi lại gặp mày nữa. Đưa tao lên hình cái coi. Trời ơi. Trời ơi nãy đi ăn cắp trộm không á nha. YouTube đừng có đưa nó lại YouTube trộm. Đó đây nè đó toàn là mobifone cục điện gì đâu mới gặp đồng nghiệp không phải đồng nghiệp mà là hàng xóm kế nhà mấy cái bãi bự của mình mấy gắn khoảng 350-400 gram vô nhìn thấy nhỏ xíu nghe mày nghe mày con này ngà đỏ hơn. Trời ơi, ngăn âm nhách. Con này gắn cái. Cái đầu tiên có hàng rồi mọi người. Màu đá. Cái màu nó đỏ ngà ngà. Ngọn ngà ngoảnh ngà ngoảnh. Ngon lành. Cái đầu tiên có hàng vậy là mừng lắm rồi. Bữa nay thấy cái quẻ ngon lành rồi đó nha. Cái vườn nhãn này người ta mới hái nè.
đã gọi mình đi đặt là cái gì nhãn này họ chưa thu hoạch. Trời trời trời, thằng cỏ rồi, cái bẫy còn không? Ừ hên, cái bẫy còn, tưởng đâu xong cái bẫy rồi chứ. Người ta mới bằng cỏ luôn thôi, người ta không tham nè, người ta thấy cái bẫy mình người ta không lấy. Cái gì không đây, trong lỏng trong lẻo vậy, chuột con trời, xem ru vậy, tưởng chuột chết nha. Trời ơi, chữ nằm ở đây nè. Nó ép cái hòm vô nè, chịu đợi nổi không, thà ghét vô một đống. Tiếp theo, tiếp theo. Bỏ hơn con một, sao cái thứ hai chứ quất, cái thứ ba rồi sao. Trời ơi, đây có sùng, mình độc thiệt chứ. Ở đây người ta nuôi cá rô phi, cái gì quá trời, trong đầu ngự chân rồi. Động tĩnh gì không đây? Có động tĩnh luôn, có biểu hiện cứt đái được. Rồi luôn. Thấy con chuột cái chích queo cái gì kìa, gã xương rồi. Nghe hiều luôn. Ủa sao chuột chết dữ ta? Lại là chuột chết. Trời ơi. Lúa vẫn còn đầy đủ vậy mà chuột chích queo. Dạo này mưa nắng thất thường quá, con chuột nó dễ chết. Quất con hổ hành chập bá lửa cái. Lấy tiền chuột rồi chứ. Ý. Trời ơi, mũi chích. Giờ này ban ngày không mặc mà mũi chích. Chích là nó mặn cục cục không. Mũi giờ độc giả mang chứ. Đó mũi nó chích không có gì nha. Bây giờ mũi chích là thôi. Nó mặn. Động tĩnh gì không đây? Ừ thêm gu vậy. 1 2 3 5 10 khui. Ừ được, hổ hành về ngon lạnh ngon lạnh. Hành nhỏ chứ không được bự hung. Ôi chuột, ôi chuột kẹt đầu. Ừ, hổ hành kẹt đầu. Hổ hành này cũng bự mà kẹt đầu ta. Ủa con chuột còn luôn kìa. Trời ơi. Chứ đời nói không? Hổ hành gắn hoành còn sống. Con này cũng bằng con mới dính á. Vậy mà nó kẹt đầu. Hơi tối. Không giống quay kẹt cảnh. Ừ, thiệt tình. Chuột võ công lợi hại thiệt. Kìm mỏ mà kia luôn mới ghê chứ. Hên gắn hoành còn sống, không nghe ngoảy nghe ngoảy. Xử lý cái này cái đã. Nãy giờ thăm hai ba cái chứ quất. Bữa nay không ổn à. Cái đầu tiên quất con hoành ngon lành quá trời. Mở hàng ngon lành quá. Người ta mấy cái sau này hiu quạnh quá. Trời 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 trời. Mưa này đặt chấm lương thôi thôi, nhức găng luôn. Không thứ gì chịu nổi. Này hơi xa, không lẽ đem chấm lương qua đây đặt chứ. Động tĩnh gì ở đây đây. Ồ có cất nha, có cất nha. Đỏ đỏ. Chưa, bên trái này trắng trắng rồi. Trắng này chắc hổ hành. Cuốc à. Rồi luôn. Hổ hành chà ba lửa luôn. Quá giời cái hổ hành này. Hổ hành bự kinh khủng. Nó chơi cho vui, hổ hành nhỏ nhỏ. Người gắn ba. Gắn này đem về nuôi luôn. Giờ này mát mẻ nè. Vỏ bự quá, cầm đi nó khó khăn, nó cầm kền. Mình thích cái vỏ nhỏ nhỏ, mình cầm đi nó gọn. Út thu này nó chơi mình nè, phải mua cái vỏ chà bá lửa vậy. Gắn này nhỏ quá. Nó mở bao không sợ, nó sợ kẹt đầu. Nghe mày, bỏ. Hên không kẹt đầu cũng mừng. Thằng gắn này nó mới đẻ đâu chắc được từng lễ gì. Kệ, có gắn là mừng. Nó gắn này về mình bỏ vô hồ mình nuôi á. Tết rồi đem ra mình bán kiếm tiền dép, tiền quần áo cũng ngon lắm ạ. Con gắn này mạnh như súng rồi ha. Hên không tung kẹt đầu, còn mạnh lắm. Không lưỡng. Trời, cái con kênh này câu cổ thứ gì chịu nổi các bạn u nè. Bữa nào đem câu xuống đây câu bữa. Nhìn thấy địa hình ngon lành quá. Trời ơi. Mát với câu trai. Bích kịch luôn. Động tĩnh gì không đây? Có cứt đái rồi mới có động lực chứ. Ờ có nha, có nha.
thấy cái đốm trắng hơn trước không? Này, gắn hữu hành, gắn nhỏ. Thì thường gắn hữu hành gắn bự, nó ị á, cứt đen mà tròn. Còn cứt trắng trắng này hữu hành nhỏ. Rồi được hữu hành nha. Cứt ngay. Con này cũng 350 gram mà. Qua, con chuột còn luôn mới ghê vậy. Hả? Qua, chuột này dữ dằn thiệt. Được, được, được. Ui, chỗ này chỗ bờ kênh khó bắt dữ ta. Bờ đê gì? Chẳng bờ giật. Này chưa có hữu hành khủng. Khui. Khui. Đi thăm bẫy mà lại thấy nó cứt nẻ hơn trước, thấy ngon lành rồi. Đó. Chuột này võ công lợi hại thiệt. Ủa ngắn cũng bự chứ bộ. Mở ra thấy cũng bự nè. Con này 350-400 gram có đó. Mà bị chuột nó cắn bấy sấy chứ. Trời ơi bự vậy mà vô làm lận chuột. Quá hồn luôn. Tẩy chuột uổng. Ngày chuột mắc chứ. Ngày chuột còn bành bành không. Chuột nhỏ thì đặt bãi rắn không có. Nhà này có chuột, con chuột vậy mà cũng cắn được. Hay khóa nó vậy mà còn cắn. Gắn tào lao ra. Trời ơi bị con chuột cắn bấy sấy tè le hột me hết. Cắn con trọng gì vô làm lại con chuột trời. Mới gắn chày nè, ra tiệm bán á, người ta ép giá lắm. Mấy cá hữu hành này nè, trời ơi mình hầm xả, hầm đu đủ ha, ăn là nhức gan đó. Đường xe cộ chạy quá trời. Mình đặt bẫy mà cặp lộ rồi, dễ bị mắc bẫy lắm. Dạng như người ta qua lại dễ gây sự chú ý á. Trời ơi, ai chặt củi tùm lum hết trơn trời. Bữa đó, ở đây là toàn là cỏ không. Mấy cái bẫy còn không đi. Mong là cái bẫy vẫn còn. Cái bụi chuối quyền thôi. Bữa nay có làm nên kỳ tích không đây? Có động tính. Ôi, ê, 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 có hàng nha, có hàng nha. Đi nè, đi nè. Có cứt là có tiền. Cuốc à, rồi luôn à, cuốc. Hổ ngựa. Được, được, được. Ôi, ép một lúa đậy tùm lum hết trơn. Con này vàng như nghệ á, lúa đầu kìa. Mắc cỡ quay bên kia hả mày? Bánh mì Sài Gòn 3.000 một ổ. Bánh mì Lũng Lỗ 1.000 một ổ. Gắn hổ ngựa này thường gọi là bánh mì Sài Gòn. Có nơi gọi là mỏ giò, gắn gồng, sọc dưa, nhiều tên gọi lắm. Có là mừng rồi. Chọn chuột cắn bao muốn banh chạnh hết trơn. Tại có làm ăn dữ ta. Này rồi mình lấy cọng dây thun ruột nè. Ruột xe Honda này nó hơi nhỏ. Bởi nó cứng ghê luôn, mỗi lần mở ra nó khó. Ủa nó hết thì ruột bự. Khui hàng, khui. Ủa, vàng nghìn. Trời ơi. Quá đã, quá đã. Con này mình mới đặt xong ngày hai ngày nó vô nè. Lúa con chuột mới ăn được chút xíu. Con này cũng 600 gram à, 600-700 gram á. À. Con gắn này dữ lắm nè. Nó là dữ vua luôn đó. Nhưng điều cái không có độc. Mấy bạn nào bẫy gắn thì quá gành rồi, cũng thường xem bạn là quá gành. Nhưng sợ có nhiều bạn nào giờ chưa xem á, nhiều khi họ không gành về gắn. Mổ cục cọc chơi mày.
vuốt. Dữ ghê không, dữ ghê không? Quấn tay. Con này mới lục da bây giờ ốm quá. Được, được, ngon lành vậy, đang ngon lành. Trắng, trắng. Ngựa, ngựa. Ủa, nó quấn tay mình đã không? Xe chạy quá trời chạy. Đường đường tắt đi Vĩnh Long, Cần Thơ á. Số thằng thẻ, bánh xe cộ chạy ghê hồn. Vậy bữa đó mình đặt chỗ nào quên luôn rồi. Giờ tới giờ lui. Hôm bữa nước ngập. Đây đúng rồi, đằng đây. Nước bây giờ nó lên quá trời, hôm bữa mình đặt rồi. Sao chiếc kia? Trời ơi, gió thay gì rồi. Đau lòng thiệt chứ. Bữa mình về lên đây nè. Tại bữa đó nước nó ngập quá trời, về lên đây sao giờ văn đây nữa rồi. Ủa, bị chó quậy rồi bạn ơi. Đúng là buồn như con chuồn chuồn chứ. Ừ, lòi cái bẫy mình văng xuống đó luôn. Chuột chết là xiền. Ngập chỗ này, chuột này sống. Thiệt tình, chó. Đặt bẫy rắn này sợ nhất là mấy con chó. Sợ bẫy tặc là thêm chó nữa. Chịu đời nổi không? Bợ hoành hành cũng khủng coi. Kiếm tiền chuột, tiền lúa rồi chứ. Bữa nay có khỏe hơn, thắt thu hơn mấy lần trước rồi bạn ơi. Ngày nào cũng vậy, bữa trúng, bữa thắt là chuyện quá bình thường. Mấy lại mấy cái điểm này cũng cũ mình à, chắc chuẩn bị cũng về. Mà gắn cũng ít. Hello, see you again. Ồ, hổ ngựa, hổ ngựa. Điều hổ ngựa nhỏ. Ồ, kẹt đầu, ghê. Rồi YouTube nó hello, hello, mệt nữa. Ngựa nhỏ. Trời, hổ ngựa này khoảng 300 gram gì. Người này kẹt đầu, lao lòng chứ. Xài lưới phân 2 đôi khi nó dở vậy á. Nhưng mà lưới phân 2 được cái là nó nhạy hơn là lưới 8 ly. Nhưng mà lưới phân 2 dễ chặt đầu lắm. Cái đó đi, để hồi tính sau. Gắn này chắc hồi mình thả luôn. Cắt lưới thả. Cầm cái máy quay đi giữa đường ai cũng nhìn hết trơn. Dễ bắt bẫy là chỗ đó đó. Gây sự chú ý. Dấu hiệu gì không đây? Rồi luôn, không thấy dấu hiệu gì hết luôn. Không thấy cứt đá gì hết. Hello, see you again. Ashiromoto and Kamono. Chuột đâu ta? Ừ, hên chuột còn kìa. Sau này phát lương cho chuột nhiều dữ vậy ta. Phát lương cho mày hoài là tao đi ăn mại chúng chơi đâu. Mấy chuột kỹ lắm, sao do cỏ nó khô lại trống. Chờ chẽn thế không biết. Dễ mắc bẫy là vậy. Giờ giang hồ nó hiểm ác lắm. Tủ kỹ cỡ nào cũng mắc bẫy như thường à. Lại xử lý con hổ ngựa nè. Thả luôn, cắt lưới. Cái bẫy quyền thoại của mình ở đây. Bẫy nào cũng là quyền thoại hết á. Rồi bữa nay chất quốc. Trời ơi, nhẫn nhẫn làm dữ vậy nè. Ê, ê, vẫn chơi hoài nha, đừng có vẫn chơi hoài nha. Cái này có quyền thoại thiệt à. Tăng 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 tăng. Không bẫy gắn cảm giác gì mới gọi là mê nữa bạn ơi. Tới bẫy mà thấy có cất ân phía trước là thấy ngon lành ha, trắng trắng á. Trắng trắng hổ hành nhỏ chứ không bự hung đâu. Ủa, được 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 được. Ngon lành, ngon lành, ngon lành cành mai. Ây da, gà bên đây cái. Ủa, trời ơi, ngày hôm nay tùm lum hết trơn. Ôi, con này cũng trọng à. Vẫn chơi hoài. Con này 400 gram có đó. Ủa, cái phanh đó kìa. Nó dỗ hoài, nó dỗ hoài. Dính gắn ra hết mệt liền. Nãy giờ đi thở muốn ra khối vậy. Bữa nào thăm bảy thất thu mệt lắm bạn ơi. Mệt cái mệt nản đồ này nọ. Bữa nào chúng mánh là đi không biết mệt là gì á.
khui 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 tinh. Ồ được à, được à, ít ra phải như vậy. Con này ngà ngà đỏ. Ra mày. Quá ghê, nào chạy ngang nhìn mình thò ló trời. Chắc người đang nói chưa chưa này có thằng khùng đâu, nó đang ngồi nói chuyện mình nó không chừng đó mà. Ra lại đi ra đi ra đi ra. Đụng vô mày. Ui. Con này ăn ở không sạch sẽ. Ngon lạnh ngon lạnh. Quá đã, quá đã. Quá, ít ra phải gì nè. Quắn mày quắn. Ngon lành chưa, ngon lành chưa. Dính con này là hết mệt liền. Thử qua cái này luôn coi sao. Hai cái hai bên. Đây xe nữa, quá trời xe luôn. Cái đường tắt này, đi Vĩnh Long này công nhận xe kinh hồn. Con ngựa sắt quyền thoại của mình đó, chinh chiến không biết nhiều năm với mình. Cái này bỏ thêm con nữa thôi không thứ gì diễn tả nổi luôn. Hello Tokyo and Tomono. Cái gì lạnh hết đầu vậy? Trời ơi, hai người nào con gái la đùm. Thôi dính đường con rắn nữa bạn. La là mình giật mình luôn á. Chứ lộn hay diễn. Ây da. Ây da. Cái bờ giật. Ngoài này mát nè. Ôi hai cái bờ hai con luôn. Đúng là quá đã mà. Tê tái cả người. Đó, vô đây nè, mát mát mát. Trời giữa đường luôn, mới ghê chứ. Cùi là đâu sợ lỡ. Trời ơi, này yên trước, cái đóng này nè. Ủa, bạn thấy ghê hồn không? Con hành này nhỏ hơn, con hành mới dính chút xíu. Con này chắc khoảng 3,5 gram. Nghe mảy ngãi. Con sâu lông ở trên luôn kìa. Ồ, tranh thủ bắt cho nhanh. Ủa, hai cái hai con. Trời ơi. Trời, không. Cái lúc đi 5-6 cái không có một con. Cái lúc hai cái hai con vậy mà. Vậy tùm lum chứ. Trời, phá hôm luôn mới ghê. Nhỏ mà đặt vô phá hôm. Ra mày. Chơi hoài. Bóng lửa. Con này hơi ốm. Thiếu ăn sao hơi ốm. Vô cái bẫy, tiếp tục là cái bẫy quyền thoại của mình. Cái đường này chạy ghê lắm mà nha. Lãng quảng này văng xuống kênh như chơi á. Đó 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 đó. Cái đường dặn kinh khủng. Cái đường này là trời mưa thua luôn. Kinh không. Cái bẫy này mình thăm hai lần dính hai con á. Rồi sao trống lỏng trời. Trời. Rồi chắc đi xong luôn cái bẫy rồi. Rồi vẫn chơi hoài cái bẫy của mình. Bây giờ họ quậy trong lỏng hết trơn, bằng cỏ hết trơn. Không nhớ cái địa điểm luôn mới ghê chứ.
bữa đó là bắt con rắn ở chân ống cống vậy đâu, chỗ này nè, đây đây hên cái bẫy còn rồi luôn, chắc nghiện chuột chết rồi nha Hiệu luôn. Trời ơi, chuột chích queo kiến cắn nó tè le hết trơn. Trời ơi, người ta dọn trong lỏng luôn rồi. Đúng là đau lòng thiệt chứ. Hết chuột thai luôn mới ghê. Sáng đem theo 12 con vậy mà hết trơn. Tụm gầy nắng ban ngày còn nắng gắt quá. Đêm mưa quá trời mưa, chuột cũng dễ chết. Cuốc à. Ủa, có hàng nữa nhẹ, có hàng nữa nhẹ. Hổ hành, hổ hành. Chỗ hai con luôn. Cha 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 cha, chu cha chu chẳng. Con chuột còn luôn mới ghê kìa. Con chuột nhỏ xíu bạn. Chỗ hai con luôn. Ủa bị chuột cắn bấy sấy trơn. Hai con ta. Sao giống hai con vậy? Nặng lắm. Như hai con mọi người. Chuột còn luôn. Được được được. Qua đây luôn, sẵn có cái bẫy bên này nè, qua thăm luôn. Ô xe khổ chạy nguy hiểm quá. Quá trời xe. Giờ chưa chạy chưa chặt mà xe chạy ghê hồn. Đó, xì bo. Nào quê sắm xì bo đi thăm bẫy gắn bữa. Mướn thôi giống vậy. Thăm bẫy gắn xì bo là thôi mắc bẫy gì kinh khủng nữa. Cái này bợ thêm con nữa coi. Nhiều. Rồi chuột chết ung gắn luôn, còn gắn chết nữa. Trời ơi thiệt tình. Gắn chết một con chuột nó chết luôn. Hết chuột thai thêm hai cái bẫy này nè. Hết chuột nữa. Ở cái bẫy này còn chuột. Nếu nào vô đem chuột vô thai cái bẫy đó. Còn lại mấy cái nữa hết. Khô 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 khôi. Rồi ở con chuột còn nè. Hai con cỡ mà vô làm lại con chuột. Bị con chuột một xíu vậy mà cắn mấy sấy trơn. Rồi con chuột này dữ dằn trời. Được cho Trương Đông Phong truyền dạy Cửu Âm Chân Kinh cái gì. Cái lưới ra. Hai con vô vậy đó mà. Xong kiếm hộp bích mà làm lại con chuột. À, cái này cũng ngon lành nha. Mà đi gắn à không, hổ hành. Bắt con trước rồi, gài chuột lại mới nè. Chuột này dữ lắm nè. Hai con vô làm lại nó, chuột này dữ lắm, nó cắn dữ lắm rồi. Để tay vô vậy bị dính hoài à. Dính chấu. Cắn dã man. Ra mày. Đó, ra. Một hẻm. Gắn này về bán người ta, ép giá dữ lắm, trầy chỗ hết trơn. Gắn nhỏ quá nuôi được không không, thấy nó yếu quá. Dạ. Cái này thằng thấy vậy chứ nếu mà gắn con ngựa nhỏ nhỏ vậy nè, là vô nó cũng xử đẹp con chuột á. Không có con chuột nào chịu nổi với con hổ ngựa. Thấy chứ hổ ngựa nó hay lắm. Nhỏ nhỏ chứ chuột bự bự là vô nó quất con chuột lén hết. Ai ẻm. Trời ơi, lúng chân. Vô. Trời nặng nha. Để hai con này vô nặng nha. Tính ra mấy cái cuối này ngon lành. Khu này còn hai cái nữa là hết. Ủa đây cò ghê hồn không. Đùa. Quá trời cò. Này người ta mới xới à, chuẩn bị ta xạ à. Hai cái này hốt con nữa coi. Hốt hụt chót. Đây 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 đây. Hy vọng hy vọng.
Hello Tokyo and Toyota and Komono. Chuột đâu trời? Vẫn chơi hoài. Đừng nói chuột chết nè. Ừ, hên nó còn kìa. Đừng đâu chuột chết chứ. Hết chuột thai à. Phát cho mày hai bịch luôn. Ăn cho da vẻ hồng hào lên. Mình gắn nó khoái. Đâu ta, cái bẫy của mình đâu rồi? Hốt phụ chót rồi. Cái cúng cùi. Đây 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 đây. Con mương này người ta mới tát hay sao, thấy bình gì đâu mà sập lép trơn, xình không. Chuột con mối chạy sát sát. Bảy mình thấy tủ ghê hồn không. Ủa sao nhà hiều ấy? Rồi thấy ổn rồi, nhà hiều rồi luôn. Con chuột chết queo. Chết mất xác luôn. Hết chuột thai gặp thêm cảnh này nữa. Đúng là buồn với con chuồn chuồn chứ. Ăn coi cái mương. Ta sợ người ta chích điện các bạn ơi. Thấy người ta dẹt con mát, vẽ chích điện. Ở xíu nữa về nhà quay thành quả các bạn coi. Bữa nay cũng ngon lành chứ bộ. Hủ hành cũng nhiều ha. Mình điều hủ hành coi coi không à. Ở nhà mình bên này có đám đông vui quá bạn ơi. Quá trời đông. Đây, gắn đây, cần gắn đây. Nay được bộ hên hút, được mấy khúc cuối. Mấy khúc đầu cũng thắt. Hút đi đâu mà lặn tới lặn lui hoài. Đấy, hổ hành. Ừ, hổ ngựa. Ý chà. Cột thanh long ấy, hái ở trước nè. Ý nó nứt cái trơn rồi. Mấy chim đồ nó ăn với mấy con sâu bọ nó ăn quá trời luôn. Cái thanh long ở trước cửa nhà mình đó. Tết tên. Hổ ngựa. Một con. Như đây, như đây. Ồ, gần 700 gram bộ. Vậy con này 650. 650 gram. Này hổ hành nè. Quá nguyên bị nè. Đều hổ hành coi coi không à. Không có con nào mà khủng. Đây. Ồ, 2,5 kg. Cho 2,5 kg với kia 650 cho 600 gram đi. Ồ, 3,1 kg. Ồ, được 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 được. Đó, con này bự nhất nè. Ngắn bác Sáu ơi. Hổ hành không à. Con ngựa này hầm đủ đủ là khỏi chê à. Mình xả rồi á. Hay là mình rút xương nữa. Mình làm gỏi. Mình ăn là nhức nách đó. À, sẵn đây mình cũng xin kết thúc clip đây. À, chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha.